Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để cho các bác tham khảo cái mẫu tép và phân tần. Nhưng ở trong cái video này thì em cũng có muốn giới thiệu đến các bác và cái tình trạng mà khi anh em đang mua hàng mà gặp phải thôi. Để cho các bác mua hàng của Tùng Nguyễn biết đến các cái mẫu hàng, ví dụ đôi loa 6-7 triệu nó có cái cấu hình mà ruột bát và ruột tép phân tần nó như nào để phù hợp với cái giá thành. Thì hôm nay có một cái đôi loa bác khách từ bên Hưng Yên sang cửa hàng. Bác khách này thì biết loa của mình nó là cái phễu ren xoáy nên cũng cứ không yên tâm đắn đo, thế nên là phải phi từ Hưng Yên sang nhà Tùng Nguyễn để thay tép. Thì hôm nay em có vặn luôn cái củ tép vào. Bác ý lần này bác ý thay củ tép là có mã là leo tép leo bi D900S mã sản phẩm, và bên trong là quả cối nhôm các bác đều biết rồi. Và mạch phân tần của mã là 715GBL. Full đơn bát 40. Với cái cấu hình thùng của bác ý là thùng JBL 6015, mà củ bát là từ 190, côn 76. Mua 13 triệu đôi loa, mà Tùng Nguyễn mà lắp một đôi loa này lên thì nếu mà lắp cả tép 750 và bát củ bát từ 190 côn 76, giá chỉ có 6 triệu 8 thôi. Còn bác ý đang phải mua với giá 13 triệu một đôi. Nhưng mà ví dụ 13 triệu mà lắp cho bác này chất thì không phải làm gì. Thì tất nhiên là các bác gặp phải thì các bác phải chịu thôi. Thì ví dụ như cái củ tép của em lắp cho các bác từ của nó 170. Đây là em đang phân tích cái phân khúc từ thường nhá. Đây là con tép JBL 750, 5 cân một củ, nhìn nó rất là gấu á. 5 cân một củ. Ví dụ đôi loa mà em đang lắp 715 mà lắp cấu hình từ 190 nhá, với giá 6 triệu 8. Củ tép của nó 5 cân một củ, từ 170, côn 75, mại côn dây dẹt. Các bác nhé, con này côn dây dẹt, tiếng của nó các bác làm sự kiện đánh phun đôi và phun luôn, đánh thoải mái. Và con này là sản phẩm là cao cấp, là tép leo. Cái bộ loa 13 triệu mà 6015 mà bác ấy mua, mà lại mua của cái thằng gần nhà. Đấy, tem tép đẹp không các bác? HI350 200W trở kháng 8 ohm, dán quả tem quá ngầu vào đây. Cốc nhựa con này từ 100, côn của nó là côn 34. Đấy. Bát 40 từ 190 côn 76, lắp tép từ 100 côn 34. Còn em Tùng Nguyễn lắp cho các bác, ví dụ ở trong một đôi loa em lại lắp cho các bác từ 170 côn 75. Đây, các bác cứ cảm tưởng hai cái viên gạch đi. Hai cái viên gạch thì con gạch nó to hơn, khủng hơn. Đây một quá khủng luôn, đây còn bị tị. Thế nên là các bác mua hàng thì các bác bị bác nào mà mua các cái dòng loa ví dụ như ở trong các cửa hàng siêu thị thì hay bị dính phải các vố như này. Thì nhà cửa hàng nhà Tùng Nguyễn là làm về linh kiện và chuyên phối ghép loa các cái dòng full 30 hoặc full 40 hoặc là full 25. Thì các bác có thể là tham khảo các mẫu linh kiện của nhà em để dựng thành một đôi loa. Yêu cầu Tùng Nguyễn dựng là dựng cho anh một đôi loa như thế này. Sau đó Tùng Nguyễn sẽ cảm thấy mà linh kiện này để lên được một đôi loa mà cảm thấy chất âm tốt, mà cảm thấy hợp lý thì Tùng Nguyễn sẽ lên đơn cho anh em. Còn đâu nếu cảm thấy mà khi các bác phối ghép ví dụ như này không cảm thấy hợp lý thì Tùng Nguyễn sẽ tư vấn cho tất cả các bác để ghép thành một đôi loa hay. Còn các bác có thể là hiểu về âm thanh rồi chọn linh kiện của bên cửa hàng Tùng Nguyễn để ghép thành một đôi loa thì Tùng Nguyễn sẽ dựng loa theo yêu cầu. Còn các cái mẫu loa mà Tùng Nguyễn lên sẵn rồi thì có rất là nhiều. Đấy, còn đâu em có thể là dựng loa theo yêu cầu nhưng phải biết là tép bát phân tần nó như thế nào để ghép thành một đôi loa hay, thì các bác có thể là đọc mã sản phẩm ra, em sẽ tư vấn cho các bác để lên cho các bác một đôi loa để theo ý của mình. Đấy, nhiều khi mua loa trên mạng hoặc là mua ở cửa hàng không theo ý mình. Đấy, còn đâu các bác đến với cửa hàng Tùng Nguyễn nó là người thực việc thực. Đấy, có thực thì mới vực được đạo, bụng phải no thì mới đi cày được các bác nhá. Đây là các cái cấu hình tép leo côn 75 thì là hàng chất lượng, thì bác khách này cũng muốn là bát của nó, nếu mà em cũng hỏi bát của nó là ví dụ cái đôi loa 13 triệu nó lắp cái củ tép như này, em cũng hỏi bác như là cái củ bát của nó bên trong nó có to, nó có khủng không thì mới lắp cái tép này. Còn đâu nếu mà nó bình thường ý, thì nó chỉ lắp cái tép 450 hoặc là được rồi. Nhưng mà ví dụ như có những nhiều mẫu bát từ 170 mà côn 65 bát 40 thôi mà lại loa kiểu bình thường
thì nó lắp cái tép này thì nó bán thì cũng được, nhưng lại từ 190 thì chắc là bát của nó cũng xịn. Nói chung là các cái cấu hình mà nó lắp vào cái củ tép này thì gọi là từ 190 thôi. Đấy thì loa này thì là loa dựng rồi, khẳng định 100% thôi là loa dựng, nhưng mà người ta dựng theo kiểu là các bác mua loa thì chỉ mua được, không biết cái bát chất lượng hay không, nhưng mà mua như thế này thì mua được mỗi cái vỏ. Đấy, về nghe thì tiếng tép thì ít, nghe nó khô. Con tép này ra tiếng thì em bảo đảm cho các bác là nghe là nó khô rồi. Đấy. Thì hôm nay em có review để cho các bác biết mạch phân tần bên trong thùng thì nó sẽ to như này. Và linh kiện của nó rất là chất, và bộ mạch này em đã lắp rất là nhiều cấu hình loa full đơn rồi. Tiếng ra giải tép, giải bát ra rất là hay. Còn cặp tép neo này thì các bác biết rồi. Các bác nào đăng ký kênh thì biết cặp tép neo này rồi. Nó rất là lẩy và hay. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có review để cho bác nào mà đang gặp cái trường hợp như này. Một, nó có thể là nâng cấp từ neo, thì có nghĩa là mình có điều kiện thì mình nâng cấp từ neo thôi. Còn từ thường như này, vân khúc từ thường này cũng rất là hay. Đấy, phân tần bên trong mà nó bé, nó nhỏ quá thì mình đánh tép to thì mình có thể thay. Không thì mình chỉ thay cặp 450 mà cặp 2 thôi thì mình vẫn giữ nguyên cặp phân tần ở bên trong. Đấy, thì hôm nay Tùng Nguyễn làm một video để gói chọn và cho các bác hiểu về cái chất lượng của loa hiện tại bây giờ các bác đã gặp phải. Các bác có điều kiện thì nâng cấp cửa hàng em. Không thì các bác nào cảm thấy mà không muốn nâng cấp thì cứ nghe tạm đi. Sau này gom lúa gom thóc, bán lúa bán thóc vào thì mình mua một đôi loa mới mà Tùng Nguyễn đang dựng. Đấy, hoặc là các bác mà thùng của nó vẫn còn quá đẹp quá ngon thì các bác có thể thay. Thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác cảm thấy video ý nghĩa và hay thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh Tùng Nguyễn. Và để cho tất cả các bác nào mà đang gặp phải thì có thể biết loa của mình là như nào. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.